Số liệu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2023-2024 ước giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,47 triệu tấn, thấp nhất trong 4 năm do yếu tố thời tiết không thuận lợi và tình trạng sâu bệnh khiến diện tích bị thu hẹp dần. Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cũng nhận định, sản lượng cà phê niên vụ tới có thể tiếp tục giảm khoảng 15% so với niên vụ hiện tại. Lý do một phần diện tích cà phê bị thu hẹp, Ngoài ra trong mùa khô vừa rồi, hạn hán nghiêm trọng, thông thường thời điểm tháng 5 và tháng 6 là giai đoạn cà phê phát triển nhanh chóng, nhưng năm nay do thiếu nước nên hạt sẽ nhỏ lại.